Ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông An Lạc phối hợp cùng công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, giúp bé gái 5 tuổi đi lạc tìm thấy cha mẹ. Trước đó, tối ngày 14 tháng 7, đội cảnh sát giao thông An Lạc, phòng BC08 tuần tra trên tuyến quốc lộ 1, khi đi ngang qua bến xe Phương Trang ở xã Tân Kiên thì phát hiện có một bé gái 5 tuổi lang thang trên đường với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, cảnh sát giao thông đến thì bé nói bị lạc người thân và không nhớ đường về, vì bé không nhớ địa chỉ nhà nên tổ tuần tra đã đưa về trụ sở công an địa phương và mua nước, sữa, thức ăn cho bé, giúp bé bình tĩnh để nhớ thông tin về cha mẹ. Qua xác minh, bé sinh năm 2017, ngụ quận 8 và cha mẹ bé cũng đang tìm con gái ở nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, cha mẹ cháu đã tới công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để đón bé và cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, công an xã Tân Kiên đã giúp đỡ kịp thời.